hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Mỗi khi anh em chơi game cần tìm mua một, một tựa game thì điều anh em quan tâm đó là một cấu hình như nào có thể chơi được tựa game đó. Để có thể biết được cái tựa game yêu thích của mình yêu cầu cấu hình như thế nào thì anh em hoàn toàn có thể vào một hướng dẫn hoặc là giới thiệu tựa game là đã có thể thấy được cấu hình khuyến cáo hoặc là anh em có thể lên Google tìm kiếm thông tin cũng là một giải pháp vô cùng đơn giản. Tuy nhiên để có thể đảm bảo được hiệu quả và vẫn luôn cần đủ những tiêu chuẩn để khi mà chúng ta chơi game chúng ta không nhất thiết phải nhìn vào cấu hình quá nhiều hoặc là không biết cách tìm kiếm thì phải Đám nào thì chúng ta cần phải xây dựng một cái cấu hình có tiêu chuẩn ngay từ ban đầu. thì với việc bản chất của game là cần xử lý những cái hình ảnh bằng GPU thì uh, GPU càng mạnh thì khi anh em chơi game càng mượt mà. GPU của anh em cũng phải đủ tốt để chúng ta có thể sử dụng trong một thời gian dài. vậy thì ở một số những cái mẫu càng đồ họa sản xuất ở trên vỏ hộp ấy thì họ cũng đã ghi sẵn là cái sản phẩm ABC của họ có thể chơi game ở chế độ phân giải Full HD 2K hoặc thậm chí là 4K. hầu hết những mẫu cạc đồ họa mới trên thị trường thì đều rất tốt để anh em có thể chơi game ở chế độ phân giải Full HD. ví dụ như với NV đây sẽ là dòng GTX 1650 đến RTX 3060 là phân khúc tốt nhất game gaming giá rẻ và anh em chơi game trên độ phân giải là Full HD. Và nếu như anh em nào mà đang cần chơi game ở độ phân giải 2K hoặc thậm chí là có thể là 4K thì cứ RTX 3060 Ti trở lên là đã có thể chiến được rất tốt và hầu như tất cả những tựa game thì đều chơi mượt mà ở trên độ phân giải 2K, 4K, 60 FPS. Tuy nhiên, không phải game nào cũng chỉ ăn mỗi GPU và cần phải có một mẫu CPU đủ khỏe để có thể gánh nữa. Thì mình sẽ không bàn đến những hiện tượng nghẽn cổ chai ở đây bởi vì những thủ thế nào thì họ cũng nói được những mẫu CPU ở trên thị trường hiện tại thì có rất nhiều và mạnh đơn cử như CPU Intel Core i3 12100 m 4 nhân thôi thế nhưng sức mạnh khi mà chơi game là rất tốt anh em hoàn toàn có thể lấy CPU Intel Core i3 đi với RTX 2060 hoàn toàn bình thường và đây là một điều rất là dễ thấy để có thể tối ưu về chi phí giá thành cũng như là về sức mạnh của sản phẩm thế nên nếu như anh em nào mà build PC gaming giá rẻ i3 RTX 2060 là tốt nhất cao hơn một chút nếu mà chọn CPU tốt hơn thì anh em hoàn toàn có thể lên CPU Intel Core i5 hoặc là những anh em nào đang là streaming với game thủ uh, muốn chơi hát nhất tất cả những tựa game thì hoàn toàn có thể lựa chọn coi 7 hoặc là coi 9 đấy là mình xét dựa trên thế hệ thứ 12 còn nếu như mà anh em nói về những thế trước thì anh em cần mã cụ thể nào anh em thắc mắc để ngay giúp phần bình luận video thì mình có thể tư vấn luôn cho anh em còn về thành phần ram đây là một thành phần rất dễ lựa chọn bởi vì hầu hết những tựa game trên thị trường anh em chơi những tựa game cơ bản đều tiêu thụ từ 8 đến 12 gb ram thế nên anh em chỉ cần lấy hai thanh ram 8 gb với tổng dung lượng 16 lấy dual channel là có thể quẩy game cực kỳ mượt mà rồi cuối cùng là một yếu tố mà rất nhiều anh em bỏ qua hoặc thực sự là không để ý tới đó là nguồn vậy thì nguồn ảnh hưởng gì đến game đúng là nguồn không ảnh hưởng đến game thế nhưng đây lại là một yếu tố ảnh hưởng đến những thành phần giúp cho anh em chơi game một bộ nguồn không đủ tốt không đủ sức thì cũng sẽ không thể nào cung cấp điện cho cpu và gpu hoạt động ổn định được thế nên anh em cần phải chọn những bộ nguồn tốt đủ công suất thì một cách tính vô cùng đơn giản thôi anh em hãy lấy điện tối đa của cpu cộng với gpu và anh em cộng dư ra khoảng 150 đến 200 w điện là đã ra anh em cần một bộ nguồn bao nhiêu watt rồi Ví dụ ở đây mình đã cần một cấu hình cao đồ họa mình tiêu thụ 200W CPU tiêu thụ của mình là 100W mình cộng dư điên 200 nữa Thì ở đây là bộ nguồn 500W công suất thực là đã gánh được cái cấu hình của mình rồi Tất nhiên thì đấy là tham khảo thôi Nếu như anh em nào mà cần những khuyên cáo thì hoàn toàn có thể lên trang chủ của hãng Của bất kỳ một sản phẩm nào thì họ cũng có ghi những khuyên cáo ở đấy để anh em có thể xem được Vậy thì anh em có cái thắc mắc nào đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video Để mình có thể trả lời cho anh em Hẹn gặp lại anh em trong video sau